Rồi xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp cái video tập 2 là hành trình tập làm TikTok, và hôm nay mình sẽ đoạn đầu mình có đi mua thêm hai cái điện thoại và con gà canh, và đoạn sau thì mình sẽ cắt video và chuyển video sang cái điện thoại và up hai cái video đó. Thì Đó thì thấy anh em làm TikTok kết quả thì hôm qua mình mua một cái thiết bị. Rồi hôm nay chắc mình đi mua thêm thiết bị nữa. Còn người cần đang qua chợ thì giờ mình sẽ đi xuống và mua thêm một hoặc hai cái điện thoại này nhé. Đây, bảo thu up video thấy lên view đào quá, hôm nay đi mua thêm điện thoại này đó. Có bóng đèn chưa anh? À, Có giờ bóng đèn không? có giờ hai anh em sẽ chạy đi qua bên nhà bên kia mua thêm điện thoại mới. Sony mới không à, đi mua điện thoại. Sony nhất hai Bắc. Đó thì đây là ba cái điện thoại mà mình mua để mình làm TikTok này. Không biết kết quả ra sao. Thì một con Xiaomi, một con Google Pixel và một con sạc nha. Thì con này là 1 triệu 8 này, con này hình như là 1 triệu 7 và con này 1 triệu 6 gì đó, nói chung là 3 triệu 3 về lại 1 triệu 8 đó, 5 triệu 1. Và con gà canh đó thì ông mua tới 6 cái điện thoại lần, và hôm nay á, là ông mới làm được 12 tiếng thì kênh đã đủ điều kiện để bắt kiếm tiền rồi, thì mai ông bắt. Đó thì mình có làm một cái video về hướng dẫn cách video ngắn này, thì bây giờ mình sẽ hồi nãy mình có cắt thử một đoạn rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt thêm một đoạn khác nữa để mình zoom ra. Mình chọn blur đi, blur cho nó vui vui đó, tại vì hầu như là là thì ví dụ mình cắt cái đoạn này nha, ví dụ mình cắt cái phút thôi. Đó thì mình giờ mình cắt thôi, mình giải xuất ra thôi. Thì nói chung sách nó cũng nhanh, 1 2 giây là một vài giây là xong đó. Quên, mình sách video từ 6 phút lận. Thì mình sẽ dùng cái công cụ Nearby C để chuyển từ máy tính sang điện thoại nha. Thì bây giờ mình sẽ mở trên điện thoại lên luôn. Thì ở trên điện thoại mình sẽ mở cái mục file này lên. Đó, mình chọn là chia sẻ lên cạnh này, mình chọn nhận nha. Thì bây giờ là nó mình bên này mình sẽ chọn select file này. Đó, thì mình chọn là TikTok video 3 nha. Đó thì nó hiện cái điện thoại của mình lên đây đó. Thì mình thì mình sẽ thử lại.
Ở trên điện thoại mình sẽ bấm chấp nhận nhé. Đó thì nó chuyển file khá là nhanh, cứ khoảng 3 giây là sẽ xong. Đó thì bây giờ trên điện thoại á mình mình sẽ vào cái mục đã tiếp xuống này, mình sẽ di chuyển tới là bộ nhớ trống nha. Đó thì mình đây mình chọn cái đây. Đó thì sau đây sau đó thì mình vào cái TikTok là mình up lên thôi. Đó thì rồi mình up giống như video bình thường người ta up thôi. Đó thì hồi nãy mình đã up hai video rồi, thì một video mới được mấy view á, thì mình chiều nay mình sẽ up tiếp cái video tiếp theo và mình sẽ chấm dứt cái